Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì giờ này Học Tâm có mặt tại ở Bình Định quý vị. Nơi đây thì cũng có rất nhiều điểm để chúng ta đến để mà du lịch cũng như là đi phát quà từ thiện quý vị. Nơi đây thì cũng có ban dịch sự ở Bình Định Phật Giáo Hòa Hảo. Thì hôm nay thì mình trở về với Bình Định này, mình viếng qua một cái tượng Phật Thích Ca rất là cao trên cái đỉnh núi quý vị. Ở đây người ta gọi là chùa Ông Núi, một cái rất là nhiều bậc thang, mình đi mình nhìn thấy là ngán luôn. Nhưng bên kia cũng có cái đường xe chạy vậy, nhưng mình không đi đường xe chạy, mình trải nghiệm cái đường bậc thang để lên trên đỉnh núi để mình biết được sức khỏe mình như thế nào quý vị. Giờ này mình cùng lên phía trên quý vị để mình chiêm ngưỡng qua một cái tượng Phật rất là cao ở chùa Ông Núi. Đây là cái bậc thang nè quý vị, mình thấy được chẻ qua hai cái kẻ núi hai bên để làm được cái bậc thang đi lên, rất là công phu quý vị. Nhìn cái bậc thang này nếu mà người lớn tuổi là ngán ngược luôn đó nha, rất là cao luôn. Đoàn hiện giờ đang đi tiến lên tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ở trên cái đỉnh núi chùa Ông Núi ở Bình Định. Rồi mình tiến lên hành lên quý vị, rất cao luôn rồi. Mấy cô đi phía sau kìa. Thì nơi đây thì cũng có rất nhiều điểm mà du lịch, có Hà Mặc Tử ở Quy Nhơn nữa vậy, dốc Mộng Cầm nữa đó. Ở Bình Định này cũng có nhiều cái điểm đá nè, chẻ ra luôn thành một cái đường đi. Thôi quá cao rồi quý vị ơi. Ồ, cái quang cảnh ở dưới đẹp quá, đẹp rồi. Ồ, đây quang cảnh phía dưới nè. Mình lên trên nữa mà nhìn được cái bãi biển ở Phú Yên. Không, bãi biển ở nhà Quy Nhơn quý vị. Xin lỗi quý vị. Rất là đẹp luôn. Lên cao nữa cho nó đẹp nữa quý vị. Này nó không đã không chỗ Bình Định sao? Trời đất ơi. Im lắm à. Rõ gì đâu mà bận này. Đấy vậy. Đây là đoàn dẫn đi với chỗ này là mới đẹp nè. Miễn phí nè ha. Miễn phí nữa. Đi bộ trải nghiệm. Quá rồi. Quá nhiều bậc thang quá vậy. Bờ biển này rất đẹp luôn. Thở rồi. Đây là người mà thích tắm biển thì hãy lên trải nghiệm mấy bậc thang chiều ấy chứ. Bởi vậy. Vào tắm biển cũng gọi nó. Vừa lo cho nó khỏe. Đúng rồi. Đây cái này mày biết mày luôn. Mày cứ vô mày diễn đi. Thôi. Tao trắng rồi. Bởi vậy. Chiều thôi. Làm đi. Cái này đẹp chứ. Cái này là cái bản gì? Cái này chùa Ông Núi, Bình Định chùa Ông Núi. Chùa Ông Núi. Đúng rồi, đúng rồi. Không phải chùa. Ê, về Bình Định mây đưa lối. Ừ, rồi sao nữa? Chùa gì? Núi. Chùa núi. Ghé đến núi chỉ đường. Thôi rồi chữ à. Núi mà chỉ đường cho được. Được chứ. Núi chỉ đường mới hay đó. Vậy hả? Ê, về Bình Định mây đưa lối. Quá wow, về có những cái cái cây trục gió điện rồi nè, nhìn rất đẹp luôn. Thang rất là cao luôn á chị. Đó, mình càng lên cao thì cái quang cảnh phía dưới rất đẹp luôn. Đẹp. Đẹp ha. Đẹp đấy. Đẹp. Bãi biển Quy Nhơn. Thank you.
Ủa, nãy giờ lội mới có một phần đường thôi, vậy còn hai phần nữa mới đến được cái chạch đỉnh núi có tượng Phật Thích Ca rất là cao. Hiện giờ thì dạ chia ha, này được à? Dạ, quá luôn rồi. Ví dụ mà hôm qua chỗ phát quà trên Phú Yên đó, Phú Yên, Phú Yên. Cái này Ngọc Tâm mà để lộ qua sao ra bóc bọc luôn. Rồi vậy, để hít thiên kế là bóc bọc à. Vì dẫn động quà cho nhiều sao chỗ đó bà con còn khổ lắm á. Dạ. Nói chung miền Trung này còn nhiều cánh khổ lắm, ra Quảng Trị rồi anh thấy còn dữ nữa. Bởi vậy quá bậc thang cao dữ dằn chứ. Có 18 vị là A-la-hán luôn nha vậy. Từ dưới chân đi lên. Mình là thành vị la làng. Vậy ha. Quá luôn rồi. Cho 40 trở lên cao đi. Cao quá. Nè ông Mỹ ơi. Có rồi. Cái này tăng lực. Anh nãy coi ấy mua nè. Uống đi. Lên cao thấy biển Quy Nhơn. Đẹp. Đẹp cực kỳ. Giờ này mình lên trên cái gì vậy? Đó, gần cảnh ở biển Quy Nhơn có chùa ông núi rất là đẹp luôn. Bên kia những đoạn núi thì có những cái trục gió điện á, tô điểm thêm cái vẻ đẹp của Quy Nhơn. Những bậc thang rất là cao, bây giờ mình tiếp tục chinh phục lên trên như vậy. Đường đi khó nhưng không ngại gì, ngăn sông cách núi mà chỉ sợ lòng người ngại núi e sông. Ra cũng mình đi trải nghiệm lội bộ, phải nó mệt, mình vui hơn đi xe. Tới rồi, sát bên rồi. Tới rồi. Trời ơi, lên bực này nó còn nhiều bực nữa chứ tới gì đâu. Nó gan nữa rồi. Thấy sát bên loại hoài nó gan hoài ha. Chết trưởng làng quẹo vô rồi. Mình thấy sát bên ha, lên cái nó có bực cao lên nữa thì gan nữa. Lên nó bằng lên nữa thì gan lại hoài. Hơn nửa đường rồi. Hơn nửa đường rồi cô ơi. Càng lên cao biển nha Quy Nhơn càng đẹp. Bên này thì thấy một xoa từ thường thấy một lần thứ mới thấy lần thứ nhất đẹp rồi. Vậy ha. Bởi vậy. Thì lên chút là thấy đẹp rồi đó hả cô? Tới đây là thấy lần thứ nhất là đẹp. Bởi vậy. Còn cái đỉnh. Trời nắng mà loại kiểu này quá luôn, quá mệt luôn. Nó dụ. Biển đẹp quý vị. Quý vị mình chưa có trải nghiệm được chùa ông núi thì mình xem cái déo vậy. Nhiều khi cả đời người cũng chưa đi được tới Bình Định, biết được xứ sở Bình Định luôn. Tông cũng quay cho quý vị xem lại. Nắng không? Nắng quá. Lẽ tới đây trở xuống lội hết nổi rồi. Nắng quá, nắng vậy. Nắng ở miền Trung vào đỉnh điểm 12 giờ trưa. Thế nói là nhiệt độ trên 40 độ C. Mà lội tới mấy trăm bậc thang. Đó, mình lội nãy giờ rất là cao quý vị. La hầu la nghe quý vị. Hay rất là cao rồi nè. Thấy bãi biển rất là rõ luôn rồi. Còn rất nhiều hả vậy, thì mình ngưng quy déo lại chút để nó quá dài.
Đó, mình đi gần tới đỉnh là quý vị ơi, có rất nhiều đoạn đường như gan gì nè, lên gần tới thì thật ra nó không phải là tới, có rất nhiều chướng nghỉ. Mình nhìn xuống cái cảnh biển rất là đẹp. Đó. Càng lên cao quý vị thấy càng đẹp. Những cái chuông gió kìa, thấy rõ ràng luôn. Quá tuyệt vời quý vị ơi. Đứng tim rồi. Yếu yếu lên đây xỉu thiệt quý vị. Nãy giờ lọ thúc thúc nó mệt quá mệt rồi. Gần tới rồi vậy. Quá nhiều bậc thang. Ôi, quá cao. Mà bãi biển cũng quá đẹp luôn. Rồi mình sau một chặng đường rất là cao, rất là dài. Bây giờ mình đã đến với tượng Phật cao nhất rồi quý vị ơi, chùa ông núi. Rồi lên đây mình chiêm lại, ngưỡng lại cái cảnh rất là đẹp ở Quy Nhơn. Rồi nói chuyện hết ra hơi luôn rồi. Đây là chuông gió nè quý vị, là bãi biển Môi Đà Phật. Tối tối hụ mắt rồi. Rồi tối nhắm mắt quý vị ơi. Vô trong hả quý vị. Đây tượng Phật rất là cao đây. Vô trong mình cúng quý vị ơi. Mệt hả? Con cũng mệt nữa. Tưởng là chú già chú mệt thì con cũng mệt nữa. Quá rồi. Vậy hả? Hai chục ngàn à, không đi mệt chết hả? Sáu trăm à? Ui ôi, 600 mặt hàng. Mình chết luôn. Muốn thôi chứ chưa. Ai mà ngã ngang rồi. À, ông tình, ông này đi. Tim đập mạnh. Đi cho. Quá rồi bây giờ ơi. Gắn gắn vô trong cái điện, quý vị mình xem nè, phía trong. Đó. Phía trong rất là mát nha. Trong chính điện cái gì. Còn mình lên được tầng trên nữa. Mà không biết còn lỗi nổi không nữa. Chúng ta mới lên cảnh chưa? Chưa nữa. Mới tới đây à, cái đi cuối cùng. Chú mệt ơi, vừa đâu lỗi hay dữ. Ừ. Ngày sáng ngã ngang rồi hay gì đâu. Họ xích lần đây nè, kêu quạt gió à. Ở đây trong chính điện quý vị thấy mấy cây cột tròn, người ta vẽ hình 3D luôn quý vị, rất là đẹp luôn. Ở xung quanh chính điện giữa tượng Phật Thích Ca, ở trên là tượng Phật lớn quý vị, còn ở dưới này là bên phía dưới có những bức tranh 3D được vẽ vô những cây cột rất là to, rất là đẹp luôn. Ngôi chùa hết sức là đẹp quý vị và ấn tượng nữa. Trên thì cảnh giả mây, quang cảnh hết sức đặc biệt. Quá luôn rồi, mấy cột này là vẽ rất là nét luôn. Hình ảnh 3D rất là sống động.
xung quanh những vách tường thì có rất nhiều tượng Phật quý vị, để theo những cái ô nhỏ. Phía chính giữa thì tượng Phật Thích Ca, phía giữa vị Long Thần hộ pháp. Đặc biệt là những cái cột được vẽ 3D rất là nhìn rất là bắt mắt luôn, rất là giống thật luôn. Bây giờ mình ra lại phía bên ngoài để mình chiêm ngưỡng cái quang cảnh bên ngoài hả quý vị. Quá đẹp luôn, quá tuyệt vời. Ở trên thì nhìn như là một cái mặt trời giả vậy đó. Rất tuyệt vời quý vị. Mình ra ngoài mình chiêm ngưỡng lại cái tượng Phật rất là cao ở trên đỉnh núi. Mình ra bên phía bên ngoài. Bên ngoài rất là đẹp luôn, mình nhắm hết cái biển nha của thành phố Quy Nhơn. Nó rất là đẹp luôn cái gì, bãi biển rất là đẹp luôn. Quá đẹp luôn quý vị. Ở đây là cái quang cảnh ở phía dưới là chùa ở Quy Nhơn. Một quang cảnh rất đẹp quý vị ơi. Đây bãi biển Quy Nhơn. Bây giờ mình đứng phía trên nè quý vị, nhìn những cái trục gió đồ của Quy Nhơn nè, quay rất là đẹp luôn. Đây là bãi biển Quy Nhơn quý vị. Mình lên được cái đỉnh chùa ông núi thì rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn. Rất là cao. Tượng Phật rất là cao luôn. Mình trước khi lên đây thì mình trải nghiệm lội quá nhiều bậc thang luôn. Trên trển còn 2 tầng nữa vậy. Ai có sức khỏe mình tiếp tục lên nữa vậy. Đây thì có rất nhiều tảng đá để chúng ta chiêm ngưỡng những cái vẻ đẹp đến trên đỉnh núi. Nó nhìn thấy rất đẹp không? Biển xanh tươi, xanh lè luôn. Có những tảng đá mình ngồi nghỉ nè. Để mình nhắm bãi biển Phú Quy Nhơn. Lộn, nó nói Phú Yên nữa rồi. Bên kia đang xây cái cổ tháp nè, rất là to luôn. Đó, bây giờ mình thấy cái hoàn cảnh phía dưới nè, rất là đẹp luôn. Nãy mình dưới mình lội lên đó vậy, rất là cao. Ở bên kia xây rất là nhiều rồi. Xây cổ tháp luôn. Rồi cái này chắc đoàn nó xuống hết rồi bây giờ. Mình xin kết thúc video bây giờ. Chúc quý vị nhiều sức khỏe luôn luôn an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.